Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin thời sự trưa nay của Đài Hà Nội sẽ mở đầu với thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa quý vị, năm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6. Thành phố Hà Nội có hơn 109.000 thí sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến điều động hơn 16.000 cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Từ nay đến trước khi kỳ thi diễn ra, các nhà trường sẽ tổ chức tập huấn quy chế thi và các quy định, hướng dẫn liên quan bảo đảm 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đều được điều động làm nhiệm vụ nắm vững quy chế và các phương án xử lý tình huống bất thường. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, các nhà trường khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sau 4 năm thi công, dự án mở rộng đường D Âu Cơ - Nghi Tàm dự kiến về đích vào cuối tháng 6, góp phần giải tỏa ùn tắc, kết nối trung tâm Hà Nội với sân bay Nội Bài. Đây là công trình đê điều cấp đặc biệt do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Tổng vốn là 815 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2 là 544 tỷ. Dự án mở rộng đường D Âu Cơ - Nghi Tàm, đoạn từ nút giao khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân dài 3,7 km, thuộc dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên giai đoạn 2. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành năm 2016. Giai đoạn 2 bắt đầu từ tháng 6 năm 2020. Sau nhiều vướng mắc, đến nay dự án đã hoàn thành trên 90% khối lượng thi công. Hiện đoạn nút giao từ Xuân Diệu cạnh chợ Hoa Quảng An đến nút giao khách sạn Thắng Lợi đã hoàn thành trải nhựa mặt đường lan can hai bên. Đường dân sinh rộng khoảng 5m hai bên cũng đã xong. Đại diện Ban Quản lý Dự án Giao thông Hà Nội cam kết hoàn thành dự án trong tháng 6, chấm dứt tình trạng thường xuyên ùn tắc thời gian qua. Đường Âu Cơ Nhật Tân là tuyến quan trọng ở cửa ngõ Tây Bắc Hà Nội. Dự án mở rộng đường Âu Cơ Nghi Tàm khi hoàn thất sẽ giúp giải tỏa ùn tắc, kết nối trung tâm Hà Nội với cảng quốc tế Nội Bài. Theo Bộ Xây dựng, đến tháng 6, cả nước có 503 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô gần 420.000 căn, trong đó 75 dự án hoàn thành với gần 40.000 căn, 128 dự án đã khởi công với trên 115.000 căn. Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra, Bộ Xây dựng và các bộ ngành địa phương khuyến khích thêm các ngân hàng thương mại tham gia chương trình cho vay nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng và mở các zoom tín dụng, tạo điều kiện cho các ngân hàng thực hiện nghiên cứu, xem xét hạ lãi suất cho vay nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỷ đồng phù hợp tình hình thực tiễn. Các địa phương lập sửa đổi, bổ sung chương trình kế hoạch phát triển nhà ở xã hội. Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội lập tiến độ, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, tài chính, áp dụng công nghệ mới nhằm rút ngắn thời gian thi công. Sở Y tế Hà Nội vừa đánh giá công tác y tế cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2024. Theo đó, 6 tháng qua, các loại dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Trên toàn thành phố đã ghi nhận 745 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã với 11 ổ dịch và hiện còn 3 ổ dịch, gần 1.500 ca mắc tay chân miệng, hơn 100 ca mắc ho gà tại 25 trên 30 quận, huyện. Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận 3 ca mắc liên cầu lợn, hơn 600 ca thủy đậu và 1 ca uốn ván, sởi, rubella, não mô cầu. Tổng số lượt khám bệnh ở y tế cơ sở trên là 1,3 triệu lượt. Trong 6 tháng cuối năm 2024, Sở Y tế thành phố yêu cầu các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tăng cường công tác giám sát dịch, vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, kiểm soát tốt, an toàn thực phẩm, thức ăn đường phố xung quanh cổng trường học, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế, làm tốt công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Các quận, huyện sẽ rà soát, hoàn thiện đầy đủ quy trình, thủ tục trước khi chuyển về Ủy ban Nhân dân quận, huyện quản lý từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đầu tháng 6 vừa qua, Hà Nội bắt đầu thí điểm phân loại rác thải tại nguồn. Công tác thu gom, vận chuyển cũng được các đơn vị thu gom lên kế hoạch cụ thể, chi tiết với từng điểm thu, thời gian thu, hotline và đường đi của rác sau khi phân loại. Lần thí điểm lần này được kỳ vọng sẽ rút ra được những kinh nghiệm để vướng ở đâu, gỡ ngay ở đó, chứ không được thất bại và làm cho có như những lần trước. Quận Hoàn Kiếm, nơi đã từng được thí điểm mô hình phân loại rác thải tại nguồn và đã thất bại, thì nay
cũng đang dần hoàn tất các phương án thu gom, xử lý cụ thể với từng loại rác thải được phân loại theo quy định. Cùng với việc lắp đặt và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các hội nghị tuyên truyền, triển khai phương án thí điểm mô hình quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải cũng đã được tổ chức. Cả hệ thống chính trị đều đồng lòng, quyết tâm hình thành thói quen phân loại rác thải bảo vệ môi trường. Phân loại ra thì thu gom theo những cái điểm thì nhân dân có thể là người ta sẽ đồng tình và người ta sẽ theo cái quy trình và theo cái thời gian mà quy định thì khả năng là nó sẽ hiệu quả hơn đấy. Và hàng tuần chúng tôi sẽ tổ chức giao ban rút kinh nghiệm và luôn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng điều chỉnh phương án. Nếu như thực sự là phương án có thể khắc phục được những cái khó khăn, những cái yếu điểm của thực trạng hiện nay. Dự kiến đầu tháng 7 tới, 18 phường trên địa bàn quận sẽ bắt đầu thí điểm phân loại rác thải tại nguồn. Trước đó, quận Hai Bà Trưng đã thí điểm tại phường Phạm Đình Hồ. Trong đợt này, quận Ba Đình, Đống Đa, Nam Từ Liêm cũng sẽ lần lượt triển khai. Lần thí điểm này là cơ sở để chuẩn bị phân loại rác thải tại nguồn đồng loạt trên toàn thành phố, là căn cứ để Hà Nội điều chỉnh phù hợp cho việc thực hiện quy định của luật một cách hiệu quả hơn. Vậy nên, khó, vướng ở đâu chúng ta sẽ giải quyết ở đó, chứ không được phép thất bại. Bố trí được một cái địa điểm để cho người dân bỏ rác công cành ra thì đó là cái mặc dù là rất khó khăn nhưng mà đấy là cái yêu cầu đầu tiên cũng như là cái cần thiết nhất để thực hiện được cái phương án thu gom cũng như là xử lý cái chất thải công cành hiện nay. Để đảm bảo cái việc là cái thí điểm này có thể được thành công thì tôi nghĩ rằng là cũng còn nhiều việc phải làm, từ các vấn đề là nhận thức của con người đến các vấn đề các quy định chi tiết, rồi cái vấn đề nữa là cái vấn đề giám sát, đúng không? Giám sát người thực hiện và không thực hiện. Rõ ràng điều quan trọng lúc này là sự nhất tâm vào cuộc của tất cả các cấp chính quyền, đoàn thể, nhân dân, đưa thí điểm phân loại rác thải tại nguồn thành hiện thực hóa trong đời sống, góp phần xây dựng Hà Nội văn minh, sạch đẹp và phát triển bền vững. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo, từ hôm nay, ngày 15 tháng 6, nếu doanh nghiệp nào kinh doanh vàng mà không xuất hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế thì sẽ bị rút giấy phép. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị định số 24 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, tăng cường thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm. Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành thuế trên toàn quốc đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện hóa đơn điện tử. Muốn xuất hóa đơn điện tử cần có đủ thông tin của người mua, người bán, nhưng cũng có khách hàng không chịu cung cấp thông tin. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn có thể xuất hóa đơn điện tử nhờ vào giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Doanh nghiệp vẫn xuất hóa đơn cho từng lần bán cho khách lẻ. Tổng cục thuế cho biết, thời gian qua, việc quản lý hóa đơn điện tử tiếp tục phát huy hiệu quả, quản lý được chi phí, tình trạng gian lận thuế, thất thoát ngân sách. Tổng cục thuế đã liên tục khai thác tối đa hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ. Tới đây sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống để tiến tới kiểm soát được vấn đề gian lận về thuế. Về hoàn thuế, năm nay tiến độ thực hiện tốt hơn năm trước với mức tăng là 9%. Về quản lý thương mại điện tử, hiện các địa phương hầu hết rất tích cực. Tuy nhiên, Tổng cục mong muốn Cục thuế các thành phố lớn sẽ thực hiện hoạt động này một cách chủ động, tích cực, sáng tạo hơn. Nhằm thao tác cho cán bộ công chức, đồng thời giúp thuận tiện cho người dân, tất cả bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện các giải pháp để thanh toán lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ thủ tục hành chính. Hà Nội cũng khuyến khích áp dụng các giải pháp phần mềm quét mã QR một cách hiệu quả để giảm thiểu các thủ tục phát sinh. Hiện Hoàn Kiếm đang là đơn vị triển khai rất tốt quét mã QR. Hôm nay, chị Nguyễn Thị Hương lên Ủy ban Nhân dân phường Hàng Gai để thực hiện thủ tục chứng thực bản sao căn cước công dân. Mọi thủ tục rất nhanh chóng, đặc biệt là khâu thanh toán. Mã QR động như này giúp loại bỏ sai sót không đáng có trong quá trình chuyển khoản như nhập sai số tiền hay nhầm tài khoản.
Bản thân mình thì đánh giá rất cao về cái sự thay đổi hiện nay của cái thủ tục nhà nước, bởi vì bọn mình sẽ mọi thủ tục nhanh chóng có thể lấy trong khoảng thời gian rất là ngắn. Thứ hai là được thanh toán bằng cái mã QR thì mình cảm thấy nó rất là tiện cho công dân, nhanh chóng mà không phải mang tiền mặt. Mà bây giờ chuyển đổi số hết rồi thì có thể quét mã ở tại quầy luôn thì em thấy khá là tiện. Và gần như là bây giờ giới trẻ bọn em thì dùng cái đấy cũng rất là nhiều rồi, nên là nó sẽ có thể tích hợp được nhiều thứ, với cả là mình có thể thao tác rất là đơn giản. Quận Hoàn Kiếm là đơn vị đầu tiên của Hà Nội thí điểm việc thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính bằng mã QR động tại các bộ phận một cửa. Theo ước tính, nếu trung bình một ngày một ô tại bộ phận một cửa tiếp đón khoảng 60 công dân, thì việc áp dụng mô hình này sẽ giúp giảm ít nhất từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi thời gian tiếp đón. Khi y được phiếu tiếp nhận ra thì trên đó cũng đã có phí, thì là liên thông với tài khoản phần mềm để trả tiền qua quét mã QR. Thì tôi hướng dẫn công dân mở cái ứng dụng ngân hàng trên điện thoại của công dân để quét. Với tôi thì cũng không phải nhiều khi là chuẩn bị tiền để trả lại đấy, và sau này khi đóng tiền phí lệ phí vào nhà nước thì quá trình tổng hợp phí này và chuẩn bị tiền để đi nộp thì nó cũng sẽ được rút gọn. QR động này nó phải xuất phát từ chính hệ thống dịch vụ công, tức là khi mà thực hiện dịch vụ công thì toàn bộ các dữ liệu thông tin, 17 trường thông tin bao gồm số tiền được sinh ra từ dịch vụ công, các cái thông tin của công dân từ dịch vụ công cũng như là thủ tục hành chính đấy đều được mã hóa thành một mã QR, và mỗi hồ sơ là một mã QR khác nhau để đảm bảo rằng là khi người dân quét mã QR thì toàn bộ thông tin đã chuyển sẵn vào máy của người dân rồi, người dân không phải nhập thêm bất kỳ một thông tin nào nữa. Và khi mã QR đấy được chuyển đến cho vào trong cái hệ thống dịch vụ công được quay trở lại trả trạng thái là đã thanh toán thành công, và cán bộ sẽ không phải làm bất cứ một khâu đối soát nào nữa. Hiện nay, việc bảo đảm an toàn kết nối giữa phần mềm và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đã được hoàn thiện. Theo đó, các đơn vị đã triển khai áp dụng quy trình thực hiện thanh toán phí, lệ phí bằng mã QR tại bộ phận một cửa. Hà Nội cũng khuyến khích áp dụng giải pháp phần mềm sinh mã QR động để giảm thiểu các thủ tục phát sinh cho người dân. Việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại bộ phận một cửa là bước đi mới, tạo đột phá trong việc thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, đem đến tiện ích và tạo sự hài lòng cho công dân. Trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng ngày không dùng tiền mặt năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp tổ chức hội thảo nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không dùng tiền mặt. Nhiều giải pháp đã được đưa ra khuyến khích thúc đẩy giao dịch không dùng tiền mặt an toàn, hiệu quả. Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo thuận lợi rất lớn cho các hoạt động thanh toán, chi tiêu mua sắm của người tiêu dùng, thúc đẩy giao thương, sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, từ đó cũng phát sinh những rủi ro về an toàn bảo mật, tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng là một thách thức rất lớn hiện nay. Mà NAPAC cũng sẽ phối hợp với các ngân hàng để triển khai, giải pháp đấy nó không chỉ là thuận tiện, an toàn, nó không chỉ an toàn mà còn là thuận tiện hơn, dễ dùng hơn. Đấy là cũng nhờ bởi áp dụng các cái công nghệ mới, từ các công nghệ áp dụng xác thực sinh trắc học trên điện thoại di động, và do đó thì nó áp dụng cho cái việc đó, nó sẽ giúp cho cái giao dịch mà mua sắm trên mạng của người dùng nó trở nên liền mạch hơn. Chúng tôi rất chú trọng các giải pháp an toàn bảo mật bằng cách đầu tư nhiều nguồn lực để khách hàng an tâm trong dịch vụ sử dụng và thực hiện giao dịch. Chúng tôi cũng phối hợp với các ngân hàng đảm bảo hạ tầng đồng bộ, ứng dụng nhiều công nghệ mới vào phân tích, theo dõi, dự báo và phát hiện gian lận, bảo vệ người tiêu dùng. Để đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tới đây, ngân hàng sẽ tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các giải pháp công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ khách hàng, chống lừa đảo, gian lận. Từ ngày 1 tháng 7, giải pháp xác thực sinh trắc học các giao dịch trên 10 triệu đồng được triển khai sẽ là công cụ bảo vệ hiệu quả người dùng. A05 cũng đã đang và phối hợp chặt chẽ với các cái tổ chức tín dụng, các cái cơ quan quản lý cùng vào cuộc để có thể tăng cường các cái biện pháp góp phần ngăn ngừa, cảnh báo sớm, phòng ngừa các cái gian lận. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của người dùng trong việc thực hiện các giao dịch chuyển tiền hoặc mua sắm trên không gian mạng, không chia sẻ các thông tin dữ liệu cá nhân, thông tin bảo mật. Từ đó, góp phần ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, lợi dụng sơ hở để ăn cắp dữ liệu của người dùng.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia mới đây phối hợp với Tổng cục Quản lý Thị trường và Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội tổ chức hội thảo chống hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại điện tử, thương mại truyền thống, thực trạng và giải pháp. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, năm 2023, các bộ ngành, các lực lượng chức năng và địa phương đã phát hiện xử lý 146.678 vụ vi phạm. Chỉ tính riêng vi phạm về sản xuất kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có 5.464 vụ, tăng 48%. Đây là con số đáng báo động về vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại. Việc xử lý hành chính chỉ là một lượng rất nhỏ so với lợi nhuận từ kinh doanh hàng giả, cần phải có biện pháp nặng tay hơn, đặc biệt là xử lý hình sự. Bên cạnh đó, cần có quy định rõ ràng đối với loại hình kinh doanh thương mại điện tử, ràng buộc trách nhiệm giữa người bán và người mua hàng. Thì để định danh thì hiện nay ở Việt Nam mình có một cái lợi thế, đó là mình hiện nay mình đã bắt đầu có định danh cá nhân rồi. Và việc tích hợp nó được vào VNAD á, thì nó sẽ giúp cho các cơ quan nhà nước quản lý được toàn bộ thông tin người đó. Mình có thể lấy ví dụ như là một người khi mà họ có định danh, họ mở một tài khoản trên một cái sàn thương mại điện tử. Và nếu như họ có hành vi buôn bán hàng giả trên mạng, thì khi đó bị xử phạm thì cái định danh của họ sẽ bị khóa trên một sàn. Và đồng thời thì các sàn khác họ cũng khóa luôn định danh đó. Điều đó có nghĩa là gì? Là họ không thể nào tiếp tục hành vi vi phạm nữa. Đó là cái cơ bản nhất. Chia sẻ tại hội thảo, đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, hoạt động nhập khẩu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thường được tổ chức rất chặt chẽ, bí mật như một vòng tròn khép kín từ đối tượng cung cấp đến người tiêu dùng. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng sử dụng trang thiết bị công nghệ hiện đại để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại. Do vậy, việc định danh cá nhân người bán hàng là giải pháp căn cơ cần thiết. Cái việc mà định danh trên cơ sở số điện thoại của người cá nhân người sử dụng thì cũng là một cái rất cần thiết, bởi vì hiện nay vẫn còn cái hiện tượng là sử dụng tài khoản ảo và số điện thoại ảo, thậm chí là tài khoản ngân hàng cũng ảo. Thế chính vì thế cho nên là cái việc điều tra xử lý của các cơ quan chức năng là cũng có những cái gặp nhiều khó khăn, và cái việc này chúng tôi cũng đã có nhiều lần kiến nghị đối với cả các đơn vị chủ quản và quản lý đối với lĩnh vực này. Hiện một số quốc gia đã áp dụng việc định danh người bán qua thương mại điện tử rất thành công. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp giữa chủ thể, quyền, các cơ quan thực thi, các sàn thương mại điện tử để đánh giá quy mô, nguồn hàng, kho hàng, địa điểm sản xuất, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ để tập trung xử lý. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 diễn ra ở Italia, các nhà lãnh đạo của khối đã cam kết tăng cường nỗ lực phòng chống suy dinh dưỡng trên toàn cầu. Cam kết được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang làm trầm trọng thêm các vấn đề lương thực trên thế giới. Theo một dự thảo tuyên bố công bố ngày 14 tháng 6, G7 sẽ thúc đẩy sáng kiến hệ thống thực phẩm G7 Apulia AFSI, được đặt theo tên vùng miền Nam Italia nơi đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7, nhằm vượt qua những rào cản mang tính cấu trúc đối với an ninh lương thực và dinh dưỡng. Sáng kiến này sẽ tập trung vào các quốc gia có thu nhập thấp và hỗ trợ các dự án ở châu Phi, một trong những ưu tiên hàng đầu dưới thời chủ tịch luân phiên G7 của Italia trong năm nay. Nhiều nhà lãnh đạo G7 và các đối tác đã rời Italia với kết luận của hội nghị thượng đỉnh G7 được thông qua vào cuối ngày 14 tháng 6. Sang ngày 15 tháng 6, các hoạt động chính của hội nghị là những cuộc gặp song phương giữa các nhà lãnh đạo ở lại và sau đó là cuộc họp báo kết thúc hội nghị của Thủ tướng Italia Giorgia Meloni. Tổng thống Vladimir Putin ngày 14 tháng 6 cho biết khoảng 700.000 binh sĩ Nga đang tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Con số này đã tăng gần 100.000 so với tuyên bố đưa ra vào tháng 12 năm 2023. Khi đó, ông Putin nói rằng có khoảng 617.000 quân nhân tham gia. Bình luận trên được nhà lãnh đạo Nga đưa ra trong cuộc gặp với các cựu chiến binh tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Những người này hiện đang đăng ký vào một chương trình chuyên biệt do nhà nước hỗ trợ nhằm đào tạo các quan chức nhà nước. Đầu tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 100.000 công dân Nga đã tự nguyện nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự kể từ đầu năm nay. Moscow đã nhiều lần nói rằng quân đội Nga có nguồn tân binh ổn định, sẵn sàng ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Nga cũng bác bỏ tuyên bố của Ukraine và một số hãng truyền thông phương Tây về việc huy động tân binh.
Ngày 14 tháng 6, tàu tuần tra HMCS Margaret Brooke của Hải quân Hoàng gia Canada đã cập cảng La Habana, Cuba, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến đảo quốc Caribe này. Đại sứ Canada tại Cuba, ông Georg Gastro, khẳng định chuyến thăm là minh chứng cho mối quan hệ song phương vững chắc giữa hai nước, đồng thời thể hiện cam kết hợp tác bền chặt trong các vấn đề an ninh khu vực. Trong thời gian lưu trú tại Cuba, thủy thủ đoàn tàu HMCS Margaret Brooke sẽ tham gia các hoạt động giao lưu với lãnh đạo cấp cao của Hải quân Cuba và Thống đốc La Habana, Yanet Hernandez. Trước đó, ngày 12 tháng 6, một nhóm tàu Hải quân Nga gồm khinh hạm Đô đốc Goskov, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan, tàu chở dầu Pashin và tàu kéo cứu hộ Nikolai Chiker cũng đã cập cảng La Habana. Quốc hội Nam Phi thông báo đã bầu Tổng thống Cyril Ramaphosa của Đảng Đại hội Dân tộc Phi ANC cầm quyền, tiếp tục nắm giữ vị trí Tổng thống với 283 phiếu thuận trên tổng số 339 phiếu bầu. Với kết quả bỏ phiếu trên, đương kim Tổng thống Ramaphosa, 71 tuổi, sẽ tiếp tục tại nhiệm thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Ông Ramaphosa sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tuần tới tại thủ đô Pretoria và sau đó sẽ công bố nội các mới của mình. Trong bài phát biểu đầu tiên trước quốc dân sau khi tái đắc cử, ông Ramaphosa kêu gọi người dân Nam Phi cùng nhau hợp tác. Ông cam kết sẽ lãnh đạo đất nước với tinh thần trách nhiệm cao, phục vụ toàn bộ người dân cũng như sẽ làm việc với tất cả những người dù họ đã không bỏ phiếu cho ông. Trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội Cộng hòa Nam Phi khóa 7 ngày 14 tháng 6, các nghị sĩ Nam Phi đã bầu bà Thokozile Zizira làm chủ tịch Quốc hội và tiến sĩ Annelie Lochiet làm phó chủ tịch. Trong năm 2023, Ấn Độ có số lượng triệu phú tăng vọt hơn 12%, nhanh hơn nhiều so với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào khác trên thế giới. Trong bản báo cáo tài sản toàn cầu thường niên mới nhất, công ty tư vấn Capgemini của Pháp ước tính cường quốc kinh tế Nam Á mới nổi này hiện có 359.000 người sở hữu ít nhất 1 triệu đô la Mỹ tài sản. Con số này nhiều hơn gấp đôi so với một thập kỷ trước. Chỉ tính riêng trong năm ngoái, Ấn Độ có thêm 40.000 triệu phú mới, hay nói cách khác, cứ 15 phút nước này lại sản sinh ra 1 triệu phú. Những người này có tài sản có thể mang đi đầu tư từ 1 triệu đô la Mỹ trở lên và tài sản này không bao gồm nhà ở, đồ sưu tầm hoặc các sản phẩm tiêu dùng. Dù vậy, so với các đối thủ khác ở châu Á như Trung Quốc hay Nhật Bản vốn có số lượng triệu phú lần lượt là 1,5 triệu và 3,8 triệu, Ấn Độ vẫn còn bị bỏ ở khoảng cách khá xa. Hỏa hoạn đã bùng phát tại công viên giải trí Genting Highland ở Malaysia hôm 14 tháng 6, khiến nhiều người phải sơ tán khi những đám khói đen bốc lên không trung. Ngọn lửa bùng lên từ trung tâm mua sắm Sky Avenue ở khu vực công viên trung tâm của công viên giải trí Genting Sky World. Du khách đã mô tả sự hoảng loạn của họ khi ngọn lửa lan khắp tòa nhà, một số lo lắng rằng tòa nhà có thể sụp đổ. Ngoài trung tâm mua sắm Sky Avenue, các khu vực khác của công viên giải trí không bị ảnh hưởng.